Tôi là Lục Thị Đậu, nghiệp chủ chánh quán Khánh Thiện, trú tại quán Phú Trinh, ở tại đường Hải Thượng Lãn Ông, Phan Thiết. Đứng dựng bia này để kể lại cuộc đời dĩ vãng của tôi. Từ lúc sanh đến lúc trưởng thành, tôi đã nếm đủ mùi đời đắng, cay, chua ngọt. Xin chào tất cả các cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Phan Thiết Phố. Hôm nay thì em sẽ cùng với tất cả các cô chú anh chị đi tham quan cái ngôi mộ của bà Lục Thị Đậu. Thì đường đi vào thì mọi người sẽ đi đến đối diện cái cổng của đường đi vào tháp Bô Sa Nư. Thì mọi người đi ngay cái dốc Lộng Hoàng thì mọi người sẽ gặp một cái nhà thờ như vậy nè. Thì cái nhà thờ này nó sẽ nằm đối diện của cái tháp Bô Sa Nư luôn. Mọi người sẽ thấy một cái con đường bê tông đã đi thẳng vào trong mộ bà Lục Thị Đậu. Thì cái con đường này thì mọi người có thể đi vào mộ của bà Lục Thị Đậu hoặc là cái biệt thự cổ của ông Bác Xì. Thì hôm nay em sẽ cùng với mọi người đi tham quan. Thì đây là con dốc Lộng Hoàng nè. Thì bên này có một cái đường bê tông để đi vô. Bây giờ thì em sẽ cùng với mọi người đi vô nha. Đây là nghĩa trang của Phan Thiết. Thì ở trong nghĩa trang này thì sẽ có mộ của bà Lục Thị Đậu ở chỗ này. Mọi người đi vô có chút xíu thì mọi người sẽ thấy thôi. Bây giờ em sẽ cùng với mọi người đi lên trên đó. Nó nằm cũng hơi cách xa đường một chút xíu. Bây giờ thì em đang đứng ở phía trước chỗ khu mộ của bà Lục Thị Đậu. Thì cái khu mộ đó mọi người sẽ dễ nhận biết bởi vì ở trước cái mộ có một cái tấm bia rất là lớn. Rồi bên này là cái nhà thờ. Cái đường đi vô thì lúc nãy nó nằm ở chỗ này nè, nó cách mặt đường cũng khoảng có 200m thôi, rất là gần. Thì mọi người đi vô mọi người sẽ thấy có một cái khuôn viên. Đây là của hai ông bà Trần Ngọc Khả và Nguyễn Thị Tý. Thì mọi người sẽ đi qua khỏi cái khuôn viên này thì sẽ có một con đường nhỏ để mọi người đi vô. Bây giờ thì em sẽ cùng mọi người đi vô nha. Ở bên cái phía mà lúc nãy em đi vô thì nó sẽ có một cái con đường ở cái bên cái khuôn viên này để đi vô. Nhưng mà ở bên đó thì nó sẽ có nhiều cái ngôi mộ mà không có tên. Nên em sẽ không đi đường đó tại vì dễ đi lên mồ mả của người khác. Còn đây, đi bên hông vô thì mọi người sẽ thấy phần mộ của Lương Xuân. Lương Xuân là con nuôi của bà Lục Thị Đậu. Đây là cái biển ở phía trước của ngôi mộ bà Lục Thị Đậu nè. Mọi người sẽ thấy có một cái biển ở chỗ này, hai mặt luôn. Đó. Rồi đây là khuôn viên mộ nè. Thì ở quanh đây thì mọi người sẽ nghe được cái tiếng tụng kinh của cái máy niệm Phật. Thì cái máy này thì người ta sẽ sử dụng năng lượng mặt trời. Nên nó sẽ phát ra âm thanh cả ngày và cả đêm luôn. Nên mọi người lên đây thì mọi người sẽ, nếu mà không chú ý thì mọi người sẽ có thể bị không biết tại sao là nó có cái tiếng phát ra mà không biết phát ra từ đâu. Đó, đây là khuôn viên của khu mộ bà Lục Thị Đậu. Đây là bên trong khuôn viên của mộ bà Lục Thị Đậu. Thì ở trong đây tại sao có hai ngôi mộ? Đây là ngôi mộ của hai chị em bà Lục Thị Đậu. Ở Lục Thị Đậu bên này, còn đây là mộ của chị. Ở đây thì nó cũng đã xuống cấp rồi. Ở đây hồi xưa là đúc bằng bê tông nè. Mọi người thấy là những cái thanh sắt, có những cái cây sắt rất là to, rất là dày. Sở dĩ ở đây có những cái nhà gọi là khu nhà mồ này á, thì ở đây chỉ có hai khu nhà mồ lớn nhất ở trên cái khu nghĩa trang này. Đó là nhà mồ của bà Lục Thị Đậu nè, và thứ hai là nhà mồ của ông Bác Xì. Thì ở đây có hai ngôi nhà mồ lớn nhất. Là hồi xưa ở đây chỉ có hai đại gia làm nước mắm mà nổi tiếng nhất. Thì người ta hay có câu là nhất xì nhị đậu. Xì là ông Bác Xì, còn
Đậu là bà Lục Thị Đậu, là hai người có số lượng lèo nước mắm và người có công làm nên cái nghề nước mắm phát triển ở Phan Thiết. Từ cái phần mộ của bà Lục Thị Đậu thì mọi người sẽ thấy là có một cái view rất là cao, nó nằm ở trên một cái đồi cao. Rồi phía trước mặt là sẽ nhìn xuống hướng của Phan Thiết. Thì ở dưới đây là phường Phú Hài. Ở đây thì hơi nắng nên mọi người sẽ thấy hơi chói. Thì sẵn đây em sẽ giới thiệu cho mọi người là đối với những ai mà chưa biết đến bà Lục Thị Đậu á, thì lúc trước em có làm một cái clip nói về bà Lục Thị Đậu rồi. Đó là một cái clip nói về một cái trường trung học ở Mũi Né. Thì bà Lục Thị Đậu là người hầm hộ giàu có thứ nhì ở Phan Thiết. Thì bà là người mà đã mở ra cái con đường mà đi từ Phan Thiết ra Mũi Né. Thì nhờ có bà mà hiện tại thì những con đường du lịch của Phan Thiết á, nó mới được thông suốt như ngày hôm nay. Thì mọi người thấy là Phan Thiết được mệnh danh là thủ đô của các khu resort, thì cũng nhờ cái con đường của bà Lục Thị Đậu làm ra thì mới có những cái căn resort ở dọc hai bên đường đó. Bây giờ thì em sẽ đi quay quang cảnh xung quanh cái phần mộ của bà Lục Thị Đậu cho mọi người cùng xem. Thì hiện tại em đang đứng ở phía trước nè. Phía trước thì mọi người sẽ thấy có một cái tấm bia do bà để lại, và sau này lúc bà mất thì người ta sẽ khắc lại cái nội dung của bà. Còn bên cái nhà bên kia là phần mộ của ông Lương Xuân. Ông Lương Xuân là con nuôi của bà Lục Thị Đậu. Rồi bên này thì là phần mộ, có những cái phần mộ nhỏ nhỏ nên em không biết của ai. Phần mộ của bà thì ở phía sau lưng tấm bia này. Ở bên trong sẽ là phần mộ của chị của bà và của bà. Ở phía trước phần mộ của bà thì sẽ có một cái tấm bia. Và bây giờ em sẽ đi đọc cái bia này cho mọi người cùng xem là trên cái bia này có gì nha. Đồng nửa thời bà mẹ chồng của tôi cho mượn thêm 300, tổng cộng là 330.000. Cho mượn thêm 300, tổng cộng là em thấy là trong những cái tài liệu ghi lại là mượn thêm 300 là 3.300 đồng, nhưng mà ở đây là ghi dư hai số 0 này. Vợ chồng tôi nhờ số tiền ấy mới tạo được sở lều cá đầu tiên, mua của bà Tư ở Mũi Né, giá bạc là 650. Ngay lúc ấy, với sự hảo tâm của ông cha chồng cũ bán chịu cho 2 chiếc ghe cá, và lúc cá muối mắm lại có giá, chúng tôi càng cố chí làm ăn nên mỗi ngày mới thêm phát đạt. Tuy vậy chúng tôi cũng phải tự lực, chưa dám mướn người ở. Thí dụ khi đổ xét mắm thì phải đợi đến nửa đêm, mướn ông già hai cắt vào thùng xúc xác đưa cho tôi để điều chuyển qua. Tôi đợi đêm đổ xuống biển, người trong làng Khánh Thiện thấy sự làm ăn chắc chắn của vợ chồng tôi nên đều tin cậy bán chịu nước mắm. Chúng tôi chở nước mắm ấy đem vào Sài Gòn bán, lấy tiền mua hàng hóa về bán lại, rồi mới lấy số tiền ấy trả lại cho 6 cắt ông Vạn. Các lái cũng giúp đỡ chúng tôi bằng cách bán chịu cái này là cá khô và các vật liệu, nhưng mà ghi là câu khô và các vật liệu khác mà trả tiền sau, nên chúng tôi nói nhờ đó mà có một số vốn khá nhiều. Chúng tôi mới dần đà tạo lập thêm cơ sở hiên ngang, nào là thùng lều, ruộng nương, nhà lầu, phố xá đồ sộ, nguy nga,
phố xá đồ sộ nguy nga ấy cũng nhờ ơn trên và sự cần kiệm của vợ chồng tôi mới được kinh đinh sự nghiệp ngày nay. Qua đến năm 1922, tôi xuất gia xin cúng cho chính phủ mở con đường xe hơi từ Phan Thiết, Mũi Né, thì triều đình Huế đã tặng cho tôi 4 chữ Hào Nghĩa Khả Gia. Khi tôi được 43 tuổi, chồng tôi là Lương Chân qua đời. Tôi cứ theo đó giữ gìn, gầy dựng thêm ra để khỏi phụ lòng người chính suối. Năm 1933, tôi cúng một sở nhà để làm trường học cho xã Khánh Thiện. Chánh phủ có an tứ cho tôi nhì hạng Long Bội Tỉnh do Đức Bảo Đại cung tăng. Nay tôi được 70 tuổi, cũng sắp gần ngày dĩ vãng, lại thấy đời tôi quá cô quạnh. Cha mẹ sinh ra chỉ có hai chị em gái mà thôi, lại không con kế thế, tức là tuyệt tử. Chị mang tật mũ quáng. Tôi thiết nghĩ phải lập ra phần mộ chung cả hai chị em và một cảnh chùa thuốc liên đới, với phần mộ ở tại liên xã An Hài, Ngọc Lâm. Bây giờ tôi có chinh sở ruộng tên bàn làng tại xã Long Phú thứ nhất 22 mẫu tại quận Thị Giác, quyền sở hữu của các thầy ở tại chùa Bửu Châu, tự làm ăn để lo nhang khói. Phần thứ hai là 12 căn phố tại Phan Thiết, quyền sở hữu của cháu tôi là Lục, tên không rõ luôn, làm ăn Lục Ngân, cúng kỵ và tư bộ phận phần mộ. Bia này dựng ngày tháng 5 1958, tức là ngày tháng 5 âm lịch năm Mậu Tuất. Trí tại phần mộ là nơi an giấc ngàn thu của tôi. Quả phụ Lục Thị Đậu. Rồi, đó là cái phần phía trước. Phần phía sau. Đây là tiểu sử để biểu dương cuộc đời của tôi như sau. Tôi là Lục Thị Đậu, nghiệp chủ chánh quán Khánh Thiện, trú tại quán Phú Chinh, ở tại đường Hải Thượng Lãng Ông, Phan Thiết. Đứng dựng bia này để kể lại cuộc đời dĩ vãng của tôi. Từ lúc sanh đến lúc trưởng thành, tôi đã nếm đủ mùi đời đắng, cay, chua ngọt, là gian truân khổ cực, nào là phú quý giàu sang. Nhưng nay tuổi tôi đã gần quá thất tuần, sống còn hiện tại, và thiết nghĩ rằng nếu tôi không thuật lại cuộc đời dĩ vãng kể dưới đây, đến khi tôi đã mãn phần rồi thì cuộc đời ấy sẽ trôi theo dòng nước. Vì thế tôi dựng ra bia này để biểu dương sự bất di bất dịch và trí nhớ mãi mãi. Vậy trước khi tôi dựng bia này, tôi đã nghe đọc lại tất cả cuộc đời của tôi từ chi tiết mà tôi đã thuật lại rõ ràng. Sau khi tôi nhắm mắt rồi, tôi cũng an vui nơi chính suối. Lượt đầu từ lúc mới sanh cho đến khi tôi trưởng thành, mẹ tôi sinh
Tôi ra vào giờ Tý ngày 26 tháng 6 năm 1888. Tôi ra khỏi lòng mẹ chào đời 2 tiếng. Tu oa nằm gần bên cạnh mẹ được 24 tiếng đồng hồ. Đến giờ ngọ ngày 27 tháng 6, mẹ tôi lìa tôi và đã ra người thiên cổ. Thế là tôi chịu cảnh côi nhi, là đứa con không mẹ bên ngoại tôi. Thấy vậy hết sức cảm động thương tâm, trong lúc tôi còn đỏ lắm, bèn lắm lói, bèn đem tôi về ấp níu tùng tiêu nhai cơm sữa nuôi nắng rất cực nhọc. Từ lúc lọt lòng mẹ cho đến tôi lớn được 8 tuổi, khi mẹ tôi quá cố rồi thì cha tôi đã có thêm người mẹ kế, tức là bà kế mẫu của tôi. Trong thời gian qua, cha tôi thấy khôn trọng, tôi thấy tôi khôn trọng nên đến bên ngoại tôi xin đem về để cha con đoàn tụ. Khi mẹ ở cùng cha thì mặc dù cha thương tôi đến mức nào, tôi bị cam khổ gay go đối với tình cảnh mẹ ghẻ con chồng. Được 16 tuổi, chồng rập ranh đến nói bà không thuận gả mà còn rầy la khác nữa. Vì cảnh đau đớn ấy, tôi không thể nào ở cùng cha tôi được nữa. Tôi phải đành chia rẽ tình phụ tử, về tá túc với nội. Được 17 tuổi, ông bà nội tôi gả tôi cho con ông Hương Chu ở làng Thiện Khánh. Rạng vợ chồng ăn ở cùng nhau được 1 năm. Tôi được 18 tuổi nhưng vợ chồng ăn ở không đồng ý kiến nên phải chia ly. Kể đó tôi về lại với bà nội. Trong thời gian qua, bà nội thấy tên Lương Chân người Huế kiểu tánh tình hiền hậu, lại nghèo nàn, bà cũng mến người Huế kiều ấy và gả cho y. Đến khi gả cưới xong, bà cho tôi 1 quan tiền, 1 giá gạo và phụ thêm 1 cọc. Và 1 cọc gì ta? Đến khi gả cưới xong, bà cho 1 quan tiền, 1 giá gạo và phụ thêm 1 cọc vàng. Chúng tôi đem về làm ăn, vốn sinh nhai, vợ chồng ăn ở cùng nhau được 1 năm thì bà nội tôi quá cố. Trong lúc ấy vợ chồng hết sức nghèo khổ, thiếu trước hụt sau, không biết cậy nhờ vào ai được cả, thậm chí thiếu một số nợ là 17 đồng bạc mà không có trả. Ngày nào cũng đến réo kêu đòi hỏi. May thay có bà thím dâu thứ 5 thấy cảnh ngộ của vợ chồng tôi, bà rất thương nên đứng ra gánh trả số nợ ấy. Sau khi chán bánh, nào là chiên cá đem đi bán, còn xu ăn uống thì rất tần tiện vô cùng. Mua 2 xu cá ăn 10 ngày còn nguyên. Vợ chồng tôi chịu cực khổ không kể đến. Sau sự ăn uống, miễn là có số tiền trả lại số nợ ấy. Sau khi vợ chồng tôi
đem hết sức cần kiệm làm ăn, ra được 2.000, nhưng mà phải vay thêm 1.000. Bây giờ em sẽ đi quanh quanh cái khu phần mộ của bà Lục Thị Đậu và em sẽ nói qua một chút về cái cuộc đời của bà cho mọi người cùng biết. Cuộc đời bà Lục Thị Đậu thì sinh ra có nhiều bất hạnh và cuộc sống phải bươn chải. Bà sinh ra và lớn lên tại làng Khánh Thiện, một làng nhỏ ở Mũi Né. Mẹ của bà là một người phụ nữ nghèo, vợ của một người đàn ông họ Lục, sống ở chợ Lầu. Khi ấy người ta còn gọi là Phan Lý Chàm, làm nghề gánh cá mướn và sinh được một người con gái. Lúc sinh bà thì bà là một người con gái rất là bụ bẩm, vừa ra khỏi lòng mẹ đã khóc thét và tiếng khóc kéo dài. Mẹ của bà lúc dỗ con thì vì đuối sức nên không cầm được đường huyết. Một thời gian sau thì mẹ của bà cũng qua đời. Mất mẹ không có sữa thì bà càng khóc nhiều hơn. Một người phụ nữ đứng tuổi là chị của mẹ quyết định bồng cháu đi sinh sữa và cháu loãng. Thời gian trôi đi, khi Đậu được 8 tuổi, người cha lúc này đã có vợ mới và muốn đưa con gái về nuôi. Thế nhưng chỉ một vài năm, Đậu phải xin về lại bên nội vì câu ca dao cổ như thường nói là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Đến năm 1905, bà Lục Thị Đậu tròn 17 tuổi. Bà có một nước da ngăm đen nhưng mà đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng. Đậu còn được chờ cho sức khỏe, tuy cùng gánh cá như mọi người nhưng mà mỗi người thì chỉ có gánh vài ba gánh đã mệt, còn bà thì gánh chục gánh vẫn đi phăm phăm. Lúc đó những gia đình có con trai trong làng đều đi đến đánh tiếng nhờ mối mai hỏi bà, nhưng bà nội chỉ muốn gả Đậu cho con gái ông Hương Nhu ở làng Thiện Khánh, đó là làng Hàm Tiến ngày nay. Ngày Đậu lấy con trai ông Hương Nhu, đám rước đi tới đâu người ta đổ ra xem tới đó, ai cũng mừng cho Đậu. Thế nhưng đôi vợ chồng trẻ đã đứt gánh chỉ sau một năm vì chồng Đậu không may bị bệnh nặng mà qua đời. 2 đến 3 năm sau, bà lại xin về ở lại với nội. Thì lúc đó ở làng Thiện Khánh, năm ấy có thêm một đợt người từ nơi khác đổ về làm biển. Thì bên cạnh nhà có anh Lương Chân đến xin nội cho Đậu tái giá. Nội nghe phải đồng ý. Thì đến năm 1908 thì bà cùng thanh niên nhà kế bên nên duyên vợ chồng. Ngày gia riêng thì nội cho Đậu và anh Lương Chân một quan tiền, một dạ gạo và dặn là phải cố gắng đùm bọc yêu thương lẫn nhau. Đó là những ngày cơ cực, cực nhọc của bà Lục Thị Đậu. Thì trên cái văn bi của bà có để những cái câu là hết sức nghèo khổ, thiếu trước hụt sau, thậm chí thiếu nợ, ngày nào cũng bị chủ nợ cũng kéo đến đòi. Lúc đó thì hai vợ chồng bà làm đủ việc để kiếm sống. Từ 5 giờ sáng đã thức dậy, hai vợ chồng cùng chán bánh. Hết chán bánh thì quay sang chiên cá để bán ở chợ chiều. Ông Lương Chân thì thương vợ, làm hết mọi việc nặng nhọc. Ông chỉ có một việc không đồng ý với vợ là cô quá tiết kiệm. Có lúc thì hai vợ chồng gần nửa tháng, số cá mua 2 xu vẫn còn nguyên trong nồi. Tuy vậy, với bên chồng cũ, hàng xóm láng giềng thì cô Đậu hết sức nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người ngặt nghèo, khó khăn, ốm đau. Bà kể, vợ chồng hết sức cần kiệm, được 2.000 đồng thì phải vay thêm 1.000 đồng. Mẹ chồng cũ cho mượn thêm 300, tổng là 3.300 đồng. Nhờ số tiền đó mà vợ chồng đã mua được lều cá đầu tiên. Sau này thì cha chồng cũ bán chịu cho bà 2 chiếc ghe cá. Gặp lúc muối cá mắm có giá thì làm ăn phát đạt hơn. Tuy vậy thì bà còn nói là chúng tôi còn phải tự lực, chưa dám mướn người ở. Thí dụ khi đổ sét mắm phải đợi đến nửa đêm, phải mướn một ông già với tiền công 2 cắc để đi xúc sét mắm ra thuyền rồi để đổi ra biển đổ. Bà viết như thế vào những ngày tạo dựng cơ nghiệp của mình. Cuộc sống của bà thì rất cần kiệm. Ngay cả trên cái bi của bà cũng còn ghi là vợ chồng tôi rất tận tâm, tận lực kiếm tiền, tìm mọi đủ kế sinh nhai. Nào là chán bánh, nào là chiên chả mang đi bán. Sự ăn uống tiền tặng vô cùng, mua 2 xu cá, ăn 10 ngày vẫn còn nguyên. Sau này thì ngay cả khi trở thành một thương gia giàu có bậc nhất nhì, thì bà cũng chỉ mang một đôi dép cũ, có quay buộc bằng dây thép, có 2 bộ áo dài mặc đến khi rách. Sau này khi người dân làng Khánh Thiện thấy vợ chồng Đậu chịu khó làm ăn,
làm đâu được đó nên tin tưởng bán nợ nước mắm. Sau này bà mới chở suất nước mắm ấy vào Sài Gòn bán, rồi mua hàng hóa trở về. Sau khi có tiền từ hàng hóa thì bà mới đem trả cho người bán nước mắm ban đầu. Với cách kinh doanh như vậy thì dần dần bà cũng tích lũy được một số để mở rộng vốn kinh doanh. Sau này bà trở nên giàu có, bậc nhất nhì Phan Thiết. Dân làng thường hay gọi bà là bà Hòa Chánh. Bằng cái tài năng kinh doanh, bà Hòa Chánh tiếp tục duy trì sự giàu có từ thập niên 30 đến thập niên 60 của thế kỷ 20. Năm 1932 thì Phan Thiết được chính quyền thuộc địa có chủ trương kiến thiết, xây lại để phù hợp là một thủ phủ quan trọng của tỉnh Trung Kỳ. Khi ấy thì chính quyền đã kêu gọi hỗ trợ từ những thương gia, nhất là những thương gia địa phương. Nào là mở đường, xây phố, lập chợ, thì nhiều phố xá và chợ búa Phan Thiết cũng được hình thành từ giai đoạn này. Ví dụ như là chợ Gò, chợ Đồn và chợ Lớn, thì những cái chợ này vẫn còn hoạt động đến bây giờ. Bà Hòa Chánh thì từ Mũi Né vào Phan Thiết mua được 20 căn nhà ở trên phố, trên đường Hải Thượng Lãng Ông. Cái đường này cũng bây giờ cũng là một trong những đường rất là lớn của Phan Thiết. Đường phố chính của Phan Thiết nơi ấy có những cái con đường nào thì bà cũng mua để tích lũy và cho thuê. Cũng từ khi ấy bà chính thức bước chân vào lĩnh vực bất động sản. Đến cuối thập niên 50 tại Phan Thiết thì bà đã có hơn 100 căn nhà nằm trên tất cả các tuyến đường chính. Sau này thì bà vào La Di mua được 30 căn nhà phố ngay tại khu chợ mới. Tại Sài Gòn thì bà có thêm 25 căn nhà phố trên các tuyến đường chính như là Hùng Vương, Nguyễn Cư Chinh và Bến Chương Dương. Bà có thêm một xưởng cưa tại Gò Vấp ở làng Khánh Thị Mũi Né. Thì năm 1962 bà xây 20 căn nhà phố đầu tiên. Ngoài ra thì bà không chỉ kinh doanh ở lĩnh vực đất đai, bà còn có một cái cổ đông rất là lớn của hãng hàng không Air Việt Nam và công ty Dentaco chuyên kinh doanh máy cày, máy kéo lớn nhất Sài Gòn. Ngoài ra thì tư liệu về cuộc đời bà còn có hàng trăm mẫu đất đai ruộng vườn, đa số là ở Hàm Thắng, Hàm Đức, Hồng Sơn, Ma Lâm và Hàm Liêm. Bà còn bỏ tiền ra mua đất của chính phủ rồi khai hoang, vỡ hóa thành ruộng. Bởi vậy sau này bà có một cái kho lúa rất là lớn tại số 60 Hải Thượng Lãng Ông mà người dân Phan Thiết thời đó thì ai cũng biết. Từ trước thập niên 30 thì mọi người đi từ Phan Thiết ra Mũi Né thì chủ yếu bằng đường biển. Đường đi lúc đó từ Phan Thiết ra Mũi Né thì chỉ có một con đường bộ và dành cho người đi bộ và đi ngựa thôi. Do đường mòn thì cát rất là nhiều và không an toàn vì trộm cướp. Đến năm 1922 thì bà khánh thành con đường xe hơi đi từ Phan Thiết ra Mũi Né, là một sự kiện rất là quan trọng ở Trung Kỳ. Trước cái sự kiện rất lớn này thì triều đình Huế đã tặng cho bà bốn chữ là Hào Nghĩa Khả Gia. Khi bà xây xong con đường thì thời đó người dân thành làng Khánh Thiện, Thạch Long, Long Sơn, Mũi Né chỉ có một cái trường tiểu học công lập, thì nhà khá giả mới có điều kiện để vào Phan Thiết đi học. Do vậy thì bà có xây một cái trường trung học ở ngoài Mũi Né có tên là trường trung học Hải Long. Sau này thì từ Mũi Né về thì bà còn xây thêm một cái trường tiểu học Phú Hài, và bà còn được chính quyền cho phép khai khẩn đất đai để xây dựng chùa ở khu vực Lộng Hoàng này. Vợ chồng bà thì không có con nên vợ chồng bà có sinh một người con nuôi đặt tên là Lương Xuân. Thì ông Lương Xuân sau này là tiểu đội trưởng của đội cảm tử Phan Thiết. Thì năm 1948 trên đường đi công tác bị mật thám bắt và xử tử tại cái xóm Đầm, bây giờ là Bình Hưng. Thì bây giờ cái mộ ông Lương Xuân cũng được chôn ở trong cái phần mộ ở đây. Thì bà thì mất năm 1974, hưởng thọ 86 tuổi và được an táng trong cái phần mộ của gia đình. Đây là ở phía trước nè, mọi người sẽ thấy kia là nhà mồ bà Lục Thị Đậu. Rồi ở bên này thì sẽ có hai dòng chữ, chữ tiếng Việt mình luôn nhưng mà viết hơi khó đọc chút xíu. Bên đây là phần mộ của bà Lục Thị Giác, là chị của bà Lục Thị Đậu. Còn bên đây là bà Lục Thị Đậu nè. Ở giữa thì có một cái bàn thờ. Thì mọi người thấy là cái nhà mồ này xây đã được hơn 100 năm rồi, nhưng mà mọi người thấy cực kỳ chắc chắn luôn. Lúc bê tông nó mẻ ra thì nó còn những cái cây sắt rất là to. Rồi bên này thì nó chỉ có nứt chút xíu thôi. Bây giờ tính ra thì công trình này xây còn kiên cố hơn những cái nhà cách đây khoảng 20 năm nữa. Thì ở trên tường thì làm bằng đá xong rồi người ta đắp lên xi măng, người ta mài rất là cứng chắc. Rồi bây giờ em sẽ đi ra ngoài cho người xem. Bên đây thì đây là mộ của Phan Thị Diệp.
Đây là mộ của ông Lương Xuân. Lương Xuân là con nuôi của bà. Rồi, như vậy là đã hết phần mộ của bà Lục Thị Đậu. Rồi, bây giờ em xin dừng cái video này tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Hôm sau thì em sẽ đến làm cái clip về mộ của ông bác sĩ cho mọi người cùng xem. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.